Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Ngày 15 tháng 6, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu huyện Mường Ảng có đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Một số địa bàn còn diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vượt qua những khó khăn, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%, đứng thứ 12 trong cả nước. Trong đó có 4 huyện đạt 100%. 100 xã, 971 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại. Kết quả đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 322 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.711 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là địa bàn đang có dịch. Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như việc chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có nơi chưa đáp ứng về số dư, thành phần cơ cấu, chất lượng, tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu nữ, tuổi trẻ, người ngoài đảng. Một số nơi tổ chức hiệp thương còn lúng túng, biên bản còn sai sót, chưa đúng mẫu. Một số huyện tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ, còn tương đối cao. Trình độ, năng lực cán bộ trực tiếp tham gia phục vụ, tham mưu công tác bầu cử, đặc biệt là ở cơ sở, thôn bản còn hạn chế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực tập trung trí tuệ, sức lực, chuẩn bị và tổ chức thắng lợi của cuộc bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Trong cái thời gian tới, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể chúng ta tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó nhiệm vụ quan trọng cần phải làm ngay sau khi tổng kết bầu cử. Đó là thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả bầu cử, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc kết quả của cuộc bầu cử, kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước và sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có liên quan đến người trúng cử ở đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 15 cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng Nhân dân khóa 15 về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất. Thứ ba, đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện thị, thành ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự, nội dung, các điều kiện phục vụ tốt cho việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã để kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Gắn với kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ tư, tiếp tục tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri sau các cuộc vận động, tiếp xúc cử tri để gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân. Thứ năm,
xây dựng kế hoạch tổ chức ngay các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cũng như của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tham gia hoạt động đại biểu Hội đồng Nhân dân lần đầu, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là phụ nữ, nhằm đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi ngày càng cao của người đại biểu Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Thứ sáu, căn cứ vào các chỉ đạo của Quốc hội, của Ủy ban Bầu cử Quốc gia cũng như là của các cơ quan trung ương, chúng ta triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội trước nhân dân và cử tri, tham gia tích cực có hiệu quả vào các chương trình hoạt động của Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất và các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội khóa 15. Thứ bảy, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, quan tâm đầu tư các nguồn vốn dự án trọng điểm trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo hài hòa hợp lý giữa các vùng miền, phát triển đồng đều giữa các khu vực, quan tâm giải quyết sớm những ý kiến kiến nghị của cử tri trước thềm bầu cử, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, đến cuộc sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân và cử tri. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 53 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch số 1784 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, dự kiến từ ngày 16 tháng 6, tỉnh sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 3 năm 2021. Dự kiến sẽ có gần 24.700 người được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 17.200 người, tiêm mũi 2 là gần 7.500 người. Vaccine COVID-19 được tiêm miễn phí theo Nghị định số 21 của Chính phủ. Nhóm đối tượng ưu tiên gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, lực lượng quân đội, công an, phóng viên, báo chí, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo và người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 3 năm 2021 tại tỉnh Điện Biên được tổ chức làm 2 vòng. Vòng 1 tiêm mũi 2 của đợt 1, mũi 1 của đợt 3, dự kiến từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Vòng 2 tiêm mũi 2 của đợt 2, mũi 1 của đợt 3, dự kiến từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Chiến dịch này được triển khai tại 129 xã phường thị trấn thuộc tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng. Việc tiêm vaccine COVID-19 được thực hiện tại cơ sở tiêm chủng cố định, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện và các điểm tiêm theo cụm xã, phường, đảm bảo phù hợp với năng lực hệ thống dây chuyền lạnh cũng như nguồn lực của từng địa phương. Vaccine phòng bệnh COVID-19 AstraZeneca sẽ được tiêm cho người đủ 18 tuổi trở lên. Người được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ được khám sàng lọc đầy đủ, đảm bảo quá trình tiêm diễn ra an toàn. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trong nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Mường Ảng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đi vào chiều sâu, công đoàn các cấp đã lấy hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đoàn viên công đoàn là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn hàng năm. Nhờ học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác bằng những hành động và việc làm thiết thực, nên các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, cũng như cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Mường Ảng ngày càng được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý chí vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong hoạt động và triển khai nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Ảng đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
qua đó góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã đề ra. Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến các cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, giúp cán bộ nhân dân hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nhất là hiểu về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để từ đó tự giác, tích cực tham gia thực hiện. Hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các buổi họp bản, tổ dân phố, tập huấn qua hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, pano ảnh tuyên truyền dọc các tuyến đường chính. Vận động nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ sở hạ tầng càng được cải thiện, văn hóa xã hội, cảnh quan môi trường có nhiều thay đổi. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được phổ biến, năng suất lao động được nâng cao, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Khối đoàn kết các dân tộc không ngừng được mở rộng và phát triển, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 ngày đầu tháng 6, dịch bệnh trên đàn gia súc có chiều hướng gia tăng nhanh về số con mắc và địa bàn phát bệnh, như bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi, tụ huyết trùng, tiêu chảy. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, dịch bệnh trên đàn gia súc dễ phát sinh và lây lan trên diện rộng. Để tăng khả năng chống chịu của tác động bất lợi của thời tiết cũng như sự đe dọa của dịch bệnh, các địa phương cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh để có phương án phòng chống dịch hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân huyện Mường Ảng chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên, góp phần thúc đẩy sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Mường Ảng đã phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến 100% cơ sở hội trên địa bàn. Gắn xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung phong phú thiết thực, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương chính sách của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động nhiều cán bộ hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong những năm qua, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, người dân đã vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Thời gian qua, trên cơ sở chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Xuân Lao đã khuyến khích người dân mở rộng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó tập trung nuôi trâu, bò, lợn và mô hình nuôi gà, qua đó đã góp phần giải quyết thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã phát triển ổn định với tổng đàn gia súc gần 3.500 con và trên 18.000 con gia cầm. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm được thực hiện tốt. Sau tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo nhân viên thú y xã phối kết hợp với trưởng bản, cộng tác viên khuyến nông, các ban ngành đoàn thể bản tuyên truyền cho nhân dân không thả gia súc, gia cầm theo hướng nuôi nhốt, khi bị bệnh còn có biện pháp cứu chữa kịp thời. Thường xuyên hướng dẫn cách vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi, xã tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên cơ sở tiềm năng hiện có của địa phương, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, tiêm phòng đúng định kỳ, duy trì tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm. Mặc dù sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 của xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Song với sự quyết tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã, nên công tác sản xuất nông nghiệp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhận thức của nhân dân về chuyển đổi mùa vụ đã có những bước chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, cây trồng được chủ động ngay từ đầu vụ. Sản xuất được triển khai sớm, nhân dân chủ động làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ. Việc từng bước kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng có hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ, đồng thời chủ động nguồn nước tưới và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường đã được Hội Phụ nữ xã Mường Đăng chú trọng triển khai thực hiện. Để phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, hiệu quả, những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thâm canh cây trồng, chăm sóc vật nuôi, cung ứng vật tư, tạo điều kiện cho các hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất.
Đến hết năm 2019, Hội Phụ Nữ xã có 15 điển hình tiên tiến giỏi. Có hai phong trào thi đua, phong trào mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động. Cuộc vận động 503 sạch, cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Với mục tiêu phấn đấu, số hộ phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi chiếm 70% tổng số hộ phụ nữ trong xã. Thời gian tới, Hội Phụ Nữ xã Mường Đăng tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch. Đồng thời, vận động mỗi hộ sản xuất giỏi cấp xã, huyện tham gia, giúp ít nhất từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo và làm giàu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về việc tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương, huyện Mường Ảng đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân và chuẩn bị các điều kiện để đón công dân thuộc huyện về cách ly tập trung. Theo thống kê, trong đợt này, huyện Mường Ảng sẽ đón 118 công dân thuộc huyện từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ số công dân này, huyện sẽ tổ chức cho cách ly y tế tập trung. Hiện nay, huyện đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật lực, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận công dân. Theo đó, huyện đã cho tu sửa một số hạng mục phụ trợ tại hai khu cách ly tập trung là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện và Trường Trung học Cơ sở Ảng Cang, đảm bảo các điều kiện về công tác hậu cần, ăn, ở, sinh hoạt cho công dân tại khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng cho biết. Trước hết là về phía Ban chỉ đạo huyện đã xác định là sẽ ngoài cái trường hợp F1, F0 là cách ly tập trung tại tỉnh thì các công dân còn lại thì huyện sẽ đưa về các khu cách ly tập trung của huyện. Và để chuẩn bị tốt cho các công dân là sau khi trở về khu cách ly đảm bảo an toàn và hạn chế đến mức tối đa và không có tình trạng lây nhiễm chéo thì và phục vụ tốt cho công tác đời sống sinh hoạt của các công dân thì Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương rà soát kiểm tra tất cả các trang thiết bị để phục vụ cho khu cách ly. Và hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo là thay lại toàn bộ hệ thống camera để đảm bảo kết nối đến tỉnh. Cái thứ hai là bổ sung xây dựng các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà tắm và lắp đặt thêm cái hệ thống thoát nước cũng như là các công lĩnh vực khác để đảm bảo là phục vụ cho các công dân là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu cách ly. Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng đảm bảo phục vụ cho nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ của tất cả các công dân và lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, phục vụ tại khu cách ly. Bên cạnh đó, công an huyện cũng đã lên phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không hợp tác, không chấp hành việc cách ly, kiểm tra sức khỏe phòng chống dịch theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, cứu hộ, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly đã được chuẩn bị. Thiếu tá Phạm Văn Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Ảng cho biết. Theo kế hoạch của Ủy ban thì đón 118 công dân về thì được Ủy ban nhân dân huyện giao cho là bảo đảm cái bữa ăn cho công dân thực hiện nhiệm vụ cách ly. Hiện nay là đối với Ban Chỉ huy huyện thì là theo cái tổ chức biên chế, thứ hai là để bảo đảm được thì đối với cấp Ban Chỉ huy huyện thì là theo cấp trung đoàn. Thì với cái lực lượng về như thế thì hiện tại là Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ bảo đảm đúng theo chế độ tiêu chuẩn cho công dân và bảo đảm nấu ăn tập trung tại ở bếp ăn chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện và vận chuyển sang đây để bảo đảm cho công dân cách ly theo đúng cái hướng dẫn và các cái chỉ thị của cấp trên. Đến thời điểm này, các khu cách ly tập trung của huyện đã kích hoạt sẵn sàng để đón nhận công dân về cách ly y tế tập trung. Việc kích hoạt và sẵn sàng các khu cách ly sẽ giúp huyện Mường Ảng chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo nơi cách ly, Mường Ảng cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn không quá hoang mang, chủ động phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục chương trình là bài viết Nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hóa thế giới.
người đã đi xa, nhưng di sản người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chọn cả cuộc đời, người đã rèn luyện, cống hiến không ngừng, không nghỉ, tất thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Một cuộc đời đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng, vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại ngay từ khi người còn sống. Cuộc đời và sự nghiệp của người đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với việc làm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Mường Ảng đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, các cấp hội tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều hoạt động đã được các cấp hội cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua. Phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phụ nữ Mường Ảng chung sức xây dựng nông thôn mới hay mô hình tài chính tự quản. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hằng Cang, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Ảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Búng Lao, thực hiện mô hình đường hoa nông thôn kiểu mẫu. 10 trên 10 xã thị trấn tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Mường Ảng còn tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cải tạo vườn tạp, vận động hội viên hiến đất, mở rộng hành lang giao thông, chỉnh trang nâng cấp các tuyến đường xanh sạch đẹp do hội đảm nhận. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ đó, lan tỏa phong trào thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ Mường Ảng ngày càng hiệu quả, thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, các hộ dân nuôi gà trên địa bàn xã Ảng Nưa đã thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản xã Ảng Nưa với 12 thành viên tham gia. Đến nay, tổ hội ngày càng hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đăng ký tham gia. Khi chưa thành lập tổ hội, phần lớn các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trong xã đều chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ, nên gặp nhiều khó khăn trong các khâu, chọn giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh. Từ khi thành lập tổ hội đến nay, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi để bổ sung kiến thức cho các thành viên, tổ hội thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, tham quan, học tập mô hình ở các địa phương cho hội viên. Ngoài ra, tổ hội duy trì tổ chức sinh hoạt hàng tháng để các thành viên trong tổ hội trao đổi, đánh giá hoạt động chăn nuôi, bàn giải pháp, phương hướng phát triển phù hợp với thị trường, tuyên truyền các thành viên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi và chuồng trại theo đúng quy định. Nhờ đó, hoạt động của tổ ngày càng hiệu quả. Anh Lù Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hằng Nưa, huyện Mường Ảng cho biết. Vâng, từ khi thành lập cái tổ hội nghề nghiệp này thì về cái mục đích của nó thì cũng theo quy chế là đoàn kết, giúp đỡ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nên là đem lại hiệu quả rất là cao trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Đấy, về cái mô hình chăn nuôi lợn là các tổ hội nghề nghiệp thì phát triển kinh tế thì từ khi thành lập thì một số hội viên cũng tìm tòi phát triển. Đấy, thì, qua quá trình thành lập và phát triển đến nay thì một số hộ là cũng thu nhập rất là cao trong phát triển kinh tế về cái mô hình nuôi lợn, nái sinh sản. Đến nay thì qua quá trình thành lập và
định hướng thì nguồn vốn các thứ thì quá trình phát triển là vay vốn của quỹ hỗ trợ hội nông dân huyện Bắc Ngàn thì giải ngân cho 11 hộ vay đấy thì 330 triệu, mỗi hộ vay là 30 triệu đồng. Thì qua quá trình vận hành thì hiện nay thì một số hộ vay thì tối thiểu ít nhất là 4 lợn nái trở lên. Đấy, còn là về tổng số làn lợn nái trên địa bàn trong cái mô hình sinh sản này thì là 54 con. Đấy, thì hiện nay thì cũng có một số con lợn đã đẻ mỗi lứa được trên 10 con trở lên. Đấy, thì về mô hình sản xuất này thì cũng trên cơ sở là người có kinh nghiệm chia sẻ cho người chưa kinh nghiệm để hiểu biết hơn về cái mô hình chăn nuôi sinh sản này. Thì với lại bà con thì từ trước đến giờ thì cũng phát triển chăn nuôi lợn thì cũng có kinh nghiệm từ trước đến giờ rồi, thì cũng chỉ phát triển thêm và hiện tại thì cũng đầu tư thêm cái chỗ chuyển giao khoa học kỹ thuật và tập huấn các mô hình sản xuất. Thì hiện nay thì một số bà con thì cũng đã trực tiếp và ký kết với được một số cái doanh nghiệp, một số cái nhà bán cám là cho ăn, có nhà thì cho ăn thẳng trực tiếp, có nhà thì cũng cho bổ sung chất xơ nhiều. Đấy, cũng qua quá trình chia sẻ kinh nghiệm thì cũng thu được cái lợi nhuận cũng rất là cao trong cái mô hình sản xuất này. Sau gần một năm hoạt động, mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản xã Hàng Nưa đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho hội viên và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực từ hội viên nông dân trong xã. Từ kết quả của mô hình này, nhiều mô hình tổ hội khác đã được triển khai, mang lại nhiều hướng đi, giúp nông dân tự tin, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ảng Cang tập trung sản xuất vụ mùa. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2021, xã Ảng Cang phấn đấu gieo cấy trên 270 ha lúa. Trong đó chủ yếu là trà lúa mùa sớm, chiếm 2/3 số diện tích. Còn lại tại các vùng khó khăn về nước tưới, xã gieo cấy trà muộn, xã tập trung chỉ đạo gieo cấy theo đúng thời vụ, phấn đấu đạt năng suất trên 55 tạ trên 1 ha. Trên cơ sở kế hoạch triển khai sản xuất vụ mùa năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã Ảng Cang chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã và các bạn tuyên truyền cho nhân dân tuyển chọn các giống mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chỉ đạo nhân dân tăng cường gieo cấy các giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu hạn, sâu bệnh, có năng suất chất lượng cao. Đồng thời chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã trực tiếp xuống các bản hướng dẫn nông dân cách gieo cấy lúa mùa theo đúng quy trình, kỹ thuật. Xã chỉ đạo nông dân gieo cấy trà lúa sớm trên toàn bộ diện tích, chủ động nước tưới để đảm bảo khung thời vụ, tập trung làm đất bằng cơ giới hóa để đảm bảo thời gian gieo cấy. Ông Lò Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết. Đối với vụ mùa năm 2021 thì xã Ảng Cang này gieo cấy hơn 270 ha diện tích lúa. Thì ngay sau khi kết thúc vụ đông xuân thì chúng tôi đã tích cực chỉ đạo nhân dân là tích cực làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa, để đảm bảo là chỉ đạo các bản là phối hợp với công ty thủy nông là nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới tiêu cho các xứ đồng và chỉ đạo nhân dân là tích cực làm đất để gieo cấy đúng lịch thời vụ của huyện. Thì trong quá trình sản xuất thì sẽ thường xuyên chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh hại để có khuyến cáo kịp thời đến người dân, và chúng tôi phấn đấu là đạt và vượt chỉ tiêu về năng suất được Ủy ban dân huyện giao. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Ảng Cang, không khí thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình đã tập trung ra đồng, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện sản xuất vụ mùa theo đúng lịch, khung thời vụ. Công tác sản xuất vụ mùa đang được xã Ảng Cang tích cực triển khai một cách đồng bộ, sát sao. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện cũng sẽ cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục kiểm tra, theo dõi và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Thưa quý thính giả, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu trong lối sống và năng động trong phát triển kinh tế, đó là những nhận xét của nhiều người chúng tôi gặp khi nói về anh Tòng Văn Thiên, trưởng bản Bó Mạnh, xã Ảng Nưa. Những năm đầu phát triển kinh tế, anh và gia đình trồng lúa, trồng ngô nhưng chỉ đủ ăn. Với quyết tâm vươn lên làm giàu, anh Thiên đã mạnh dạn vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển chăn nuôi. Anh Thiên chia sẻ, ban đầu tôi chỉ mua một vài con lợn về nuôi. Sau dần thấy nuôi lợn có hiệu quả, năm 2014 tôi đã mạnh dạn mua máy xay sát, đầu tư xây dựng chuồng trại. Tận dụng nguồn cám thu được từ xay sát kết hợp với bã rượu, trồng chuối làm thức ăn cho chăn nuôi. Đến nay, nhờ chăm sóc tốt cùng nguồn thức ăn đa dạng sẵn có, nên đàn lợn phát triển nhanh, mang lại thu nhập khá.
Mỗi năm anh nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa từ 25 đến 30 con, kết hợp với trồng 1 ha cây cà phê, làm tạp hóa nhỏ, trừ chi phí mỗi năm, gia đình anh thu nhập gần 100 triệu đồng. Anh Tòng Văn Thiên, trưởng bản Bó Mạnh sang nuôi chia sẻ. Trong những năm qua thì gia đình và bản thân tôi thì cũng luôn cố gắng là phát triển kinh tế. Là thứ hai nữa là cũng là một trưởng bản ấy thì cũng làm gương để cho các hộ dân học hỏi theo. Và thứ nhất ấy để về phát triển kinh tế đấy là về chủ yếu là gia của mình là nuôi lợn, chăn nuôi lợn thôi. Và thứ hai nữa là trồng cà phê và bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ để phục vụ bà con. Trên cương vị là trưởng bản, anh Thiên còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới. Bằng sự nỗ lực vươn lên làm giàu, gương mẫu, tận tụy, năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, anh Tòng Văn Thiên đã được Hội Nông dân xã giới thiệu là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã và luôn được nhân dân yêu quý, tin tưởng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mường Ảng được khẳng định là chính sách vàng để Mường Ảng bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Cùng với tạo lập được nguồn kinh phí ổn định giúp các chủ rừng bảo vệ, chính sách này còn giúp hàng nghìn hộ dân với chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó gắn bó hơn với rừng. Xã Ảng Cang hiện có trên 1.300 ha rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Với mức chi trả hiện nay, trung bình mỗi năm, xã được nhận hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó được chi trả trực tiếp cho các chủ rừng. Trong đó, phần lớn các chủ rừng là cộng đồng các bản. Mỗi khi nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng, các bản đều trích một số tiền nhất định để phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Do đó, trách nhiệm giữ rừng của người dân nói chung, các tổ đội bảo vệ rừng nói riêng được nâng lên, nhất là trách nhiệm của bà con trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng. Không chỉ thực hiện tốt việc bảo vệ rừng, người dân nơi đây cũng đang tích cực phát triển rừng bằng việc trồng và khoanh nuôi tái sinh, nhằm tăng diện tích, nâng cao độ che phủ rừng ở địa phương. Đặc biệt, từ năm 2018, có 3 bản tại xã Ảng Cang, người dân chuyển từ đất nương bạc màu đề nghị xã khoanh nuôi tái sinh trên 135 ha rừng, nâng tổng số diện tích rừng của xã lên 1.440 ha. Vì thế, phần lớn các hộ dân ở xã Ảng Cang nói riêng, huyện Mường Ảng nói chung, hiện đã chuyển nhiều diện tích trồng cây màu sang trồng hoặc khoanh nuôi tái sinh rừng. Bởi họ xác định việc phát triển rừng hiện nay không đơn thuần được hưởng lợi gián tiếp về môi trường như trước đây, mà còn được hưởng lợi kinh tế trực tiếp bằng tiền từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng và một số nguồn hỗ trợ khác về bảo vệ phát triển rừng. Trong đó, việc trồng mới hay khoanh nuôi tái sinh rừng với người dân Mường Ảng hiện gần như không còn sự ngần ngại. Ngoài lợi ích trước mắt là hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nguồn hỗ trợ khác, việc trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng còn giúp người dân phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, diện tích rừng trồng tại Mường Ảng hiện nay hầu hết là rừng sản xuất, nên bà con được khai thác, tạo thương phẩm cho ngành gỗ, giấy trong nước. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.